Bạch Thế Tôn thế nào là tướng pháp giới của bốn niệm trụ, thế nào là tướng pháp giới của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của bốn niệm trụ, đó là pháp giới của bốn niệm trụ, pháp giới của bốn niệm trụ này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là là tướng pháp giới của bốn niệm trụ, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, đó là pháp giới của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, pháp giới của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo này cũng không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn bạch thế tôn thế nào là tướng pháp giới của pháp môn giải thoát không thế nào là tướng pháp giới của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện để các đại bồ tát rõ biết như thật mà tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của pháp môn giải thoát không đó là pháp giới của pháp môn giải thoát không pháp giới của pháp môn giải thoát không này không đoạn không diệt không phân biệt mà có thể an lập đó là tướng pháp giới của pháp môn giải thoát không cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện đó là pháp giới của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện pháp giới của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện này cũng không đoạn không diệt không phân biệt mà có thể an lập đó là tướng pháp giới của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện các đại bổ tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn bạch thế tôn thế nào là tướng pháp giới của năm loại mắt thế nào là tướng pháp giới của sáu phép thần thông để các đại bồ tát rõ biết như thật mà tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của năm loại mắt đó là pháp giới của năm loại mắt pháp giới của năm loại mắt này không đạn không diệt không phân biệt mà có thể an lập đó là tướng pháp giới của năm loại mắt cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của sáu phép phép thần thông, đó là pháp giới của sáu phép thần thông. Pháp giới của sáu phép thần thông này cũng không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập. Đó là tướng pháp giới của sáu phép thần thông. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm được quảng diễn.